Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay thì anh sẽ giới thiệu với các bạn một cái đề thi học kỳ 2 ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng làm cái đề thi này nhé. Đây, cái đề thi nó sẽ như thế này. Gồm có... Đề thi nó sẽ gồm có hai phần. Mỗi phần nó sẽ là 5 điểm. Các bạn sẽ dành khoảng 1 đến 2 phút nhé để xem qua cái đề thi. Tổng số câu hỏi trong đề thi nó sẽ là 47 câu. Đây là phần thứ hai. Rồi, bây giờ anh sẽ chữa chi tiết cho các bạn từng cái câu hỏi trong cái đề thi này. Bắt đầu từ cái câu hỏi ở phần thứ nhất. Đề bài nó trích cho các em một cái đoạn văn trong cái tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê. Và câu hỏi đầu tiên người ta hỏi chỉ ra và gọi tên hai phép liên kết câu có trong đoạn văn. Thì các bạn phải hiểu cái bản chất của phép liên kết đó chính là giữa câu trước và câu sau nó có từ ngữ để liên kết với nhau. Và chúng ta sẽ nhớ cho anh bốn cái phép liên kết thường gặp. Đầu tiên đó chính là phép thế, thứ hai phép nối, thứ ba phép lặp. Và cuối cùng đó chính là phép cùng trường liên tưởng, đồng nghĩa trái nghĩa cùng trường liên tưởng. Thì ở trong cái đoạn này các bạn sẽ phải đọc lần lượt từng câu, câu số 1, câu số 2, rồi đến câu số 2, câu số 3, câu số 3, câu số 4, câu số 4, câu số 5 để xem có phép liên kết nào hay không. Thì nếu các bạn đọc kỹ ấy, ở câu số 1 và câu số 2 các bạn sẽ thấy có một cái từ được lặp lại, đó chính là từ hỏi thăm. Đúng không? Tiếp ở câu số 3 và câu số 4 tiếp tục có một cái từ ngữ được lặp lại, đó chính là từ tôi. Và ở câu số 5 và câu số 4 có cái từ ngữ nối, đúng không? Đó chính là từ nhung. Vậy thì cái câu trả lời, cái đáp án cho câu hỏi thứ nhất đó chính là các bạn phải kể ra được hai phép liên kết có trong đoạn là phép lặp được thể hiện qua từ hỏi thăm và từ tôi. Và phép liên kết thứ hai đó chính là phép nối được thể hiện qua chữ nhưng. Đó. Tiếp chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. Câu số 2 người ta hỏi xét về mặt cấu tạo thì câu văn không hiểu sao các anh pháo thủ và lái xe lại hay hỏi thăm tôi thuộc kiểu câu nào, vì sao? Đúng không? Về mặt cấu tạo thì các bạn sẽ nhớ lại cho anh cái kiến thức về tiếng Việt. Xét theo cấu tạo ngữ pháp thì sẽ có 4 kiểu câu mà các bạn thường gặp: câu đơn, câu ghép, câu rút gọn và câu đặc biệt. Như vậy thì đọc kỹ, chúng ta sẽ xác định câu số 2 nó sẽ là cái câu rút gọn. Đúng không? Bởi vì có một cái chủ ngữ ấy nó đã bị lược bỏ, đã được rút gọn đi, đó chính là cái chữ tôi. Tôi không hiểu sao các anh pháo thủ và lái xe lại hay hỏi thăm tôi. Đúng không? Bởi vì câu trả lời vì sao là câu rút gọn thì chúng ta có thể khôi phục được thành phần còn thiếu, đó chính là thành phần chủ ngữ và chữ tôi. Đó. Câu số 3. Câu số 3 người ta hỏi gì nhỉ? Những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ. Chỉ ai? Là chỉ anh bộ đội, người lính, người chiến sĩ Trường Sơn, đúng không? Chỉ anh bộ đội, người lính, người chiến sĩ Trường Sơn. Và theo em cách nói ấy sử dụng phép tu từ nào? Thì các bạn phải trả lời đây chính là phép tu từ hoán dụ. Tức là hoán dụ ở thể hiện ở chỗ là những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ ấy, nó hoán dụ cho anh bộ đội, người lính, người chiến sĩ Trường Sơn, lấy dấu hiệu để chỉ sự vật, lấy dấu hiệu để gọi tên anh bộ đội, gọi tên người lính và người chiến sĩ Trường Sơn, cho nên đây là hoán dụ. Ở câu số 4, trong cái phần thứ nhất là cái câu nghị luận xã hội, đúng không? Người ta hỏi là trong đoạn nhân vật tự nhận xét mình, chẳng qua tôi điệu thế thôi. Em hiểu như thế nào về cái điệu của nhân vật? Từ cách hiểu đó cùng với những kiến thức xã hội, em hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 2 phần 3 trang giấy thi, trình bày suy nghĩ của em về cái điệu của các bạn trẻ hiện nay. Tức là đọc cái đề bài này thì các bạn sẽ phải rút cho anh một cái vấn đề nghị luận, đó chính là cái điệu của nhân vật và của các bạn gái trẻ hiện nay, đúng không? Và các bạn sẽ nhớ lại cho anh 5 cái bước làm của một bài nghị luận xã hội gồm có 5 bước. Đầu tiên, giải thích. Thứ hai, biểu hiện. Thứ ba, phân tích chứng minh. Thứ tư, phê phán. Và cuối cùng đó chính là liên hệ bản thân. Thì
Với kiểu bài này, tức là người ta sẽ có hai ý hỏi riêng biệt nhau ấy, em hiểu thế nào về cái điệu của nhân vật thì các bạn sẽ phải trả lời được. Đó là cái điệu của nhân vật đó chính là không săn sóc, vồn vã, đứng ra xa, nhìn đi nơi khác khi có người chú ý đến mình. Và đó là cái vẻ đẹp của nội tâm, kiêu hãnh và kín đáo của nhân vật Phương Định, đúng không? Các bạn có thể trả lời như vậy cũng được, hoặc là các bạn sẽ lồng ghép cái ý trả lời ấy trong khi mình viết đoạn luôn. Các bạn sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất nhá. Em hiểu thế nào về cái điệu của nhân vật đấy? Thì em sẽ lồng ghép trong cái đoạn, trong cái bài viết đoạn luôn, và chúng ta sẽ để cái câu trả lời ấy ở phần biểu hiện. Và bây giờ anh sẽ chữa các bạn từng phần một. Đầu tiên ở cái phần giải thích thì các bạn phải giải thích cái điệu là gì, đúng không? Cái điệu các bạn gái chúng ta được hiểu đó chính là cách làm đẹp, là sự duyên dáng, là cái tính cách rất nữ tính và rất con gái. Đó, các bạn sẽ phải giải thích được như vậy. Thứ hai, chúng ta sẽ chuyển sang cái phần biểu hiện. Thì đây, cái câu trả lời đầu tiên ấy, cái điệu của nhân vật và những cô gái cùng thời, đúng không? Đó là cái điệu trong tính cách. Là cái điệu trong tính cách thể hiện cái vẻ đẹp nội tâm, kín đáo trong cảm xúc và trong cách ứng xử. Khi mà biết được rằng mình được rất nhiều người hỏi thăm và để ý đến, đúng không? Thế nhưng mà Phương Định không tỏ ra săn sóc và vồn vã. Trong khi mà các cô gái đang kiểu túm tụm lại với một anh bộ đội nói rất giỏi, thì cô lại đứng ra xa và nhìn đi nơi khác. Cho nên chúng ta thấy rằng cái biểu hiện, cái điệu của Phương Định ở đây đó chính là cái điệu trong tính cách. Nó thể hiện được cái vẻ đẹp nội tâm, kín đáo trong cảm xúc và trong cái cách ứng xử. Còn cái điệu của các bạn gái hiện nay thì được hiểu là nó thiên về cái vẻ đẹp bên ngoài, thể hiện qua trang phục, cách làm đẹp, nhưng cũng có thể hiểu qua cả cách ứng xử văn hóa và khéo léo nữa. Đó, đó là cái phần biểu hiện. Tiếp theo các bạn sẽ phải phân tích chứng minh. Vậy thì cái điệu ấy nó có tốt không? Nó giúp chúng ta điều gì trong cuộc sống hay không? Và ở cái phần phân tích chứng minh này các bạn sẽ nhớ cho anh một cái mô típ, đó chính là ba lý lẽ và hai dẫn chứng. Trên đây thì anh đã đưa ra cho các bạn ba cái lý lẽ. Đầu tiên nhá, điệu ngốc, cái điệu nó sẽ giúp cho con gái trở nên tự tin hơn, cuốn hút hơn và hấp dẫn hơn trước mắt người đối diện. Và cái điệu ấy nó còn là cái sở thích rất con gái, rất nữ tính. Chúng ta tìm thấy được cái niềm vui và niềm hạnh phúc mỗi ngày khi soi mình ở trong gương và khi được người khác để ý. Và thứ ba là chính là cái điệu nó sẽ tạo nên được cái nét đẹp, tạo nên được cái sự duyên dáng và đáng yêu. Đó, đúng không? Đấy là cái ý nghĩa, cái tốt, cái mặt tích cực của cái điệu. Và để làm rõ cho những cái lý lẽ này thì các bạn sẽ cần phải tìm cho anh hai dẫn chứng để minh họa. Đó. Tiếp, cái phần phê phán. Phê phán thì chúng ta sẽ cần phải phê phán những bạn kiểu thể hiện quá đà, làm lố, thể hiện được cái sự ăn chơi nhiều khi nó không thực sự phù hợp với cái hoàn cảnh. Tức là khi mà chúng ta đến trường, khi mà chúng ta đi học ấy thì chúng ta sẽ không cần phải mặc quá đẹp, không cần phải tô son điểm phấn, đúng không? Hay là khi mà chúng ta đến đi chùa hay đến những nơi công cộng ấy thì chúng ta cũng cần phải ăn mặc kín đáo và tế nhị, chứ đừng làm quá, đừng làm lố, đừng thể hiện cái sự ăn chơi và nó không thực sự phù hợp với hoàn cảnh. Đó. Và các bạn có thể mở rộng thêm, lật ngược thêm vấn đề, đó chính là làm đẹp về mặt hình thức đó là cần thiết. Thế nhưng chúng ta cũng cần phải chú ý cả vẻ đẹp bên trong mình nữa, đó là vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ. Không chỉ đừng chúng ta đừng mải mê làm đẹp hình thức không thôi, mà chúng ta lại quên mất đi là làm đẹp cái phẩm chất bên trong, làm đẹp cái vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ. Đó, thì các bạn sẽ lật ngược vấn đề kiểu như vậy. Và cuối cùng đó chính là cái phần liên hệ bản thân, thì các bạn sẽ tự làm phần này nhá. Đó, thì các bạn khi mà bất cứ một cái đề bài nào về nghị luận xã hội liên quan đến kiểu tư tưởng đạo lý thì các bạn sẽ cần phải làm cho anh lần lượt 5 bước, cứ làm lần lượt từng từng bước một. Đó, phải và chú ý nhất đó, cái phần dài nhất, cái phần quan trọng nhất đó chính là phần phân tích chứng minh gồm có 3 lý lẽ và 2 dẫn chứng. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thứ hai. Cái phần thứ hai người ta lại hỏi về bài thơ nói về con của Y Phương, đúng không? Có câu người đồng mình thương lắm con ơi. Câu số 1 là hãy chép chính xác 8 câu tiếp theo để hoàn thành đoạn thơ. Thì các bạn phải thuộc thơ và chép chính xác nó, đúng không? Thì trong ban điểm người ta có để như thế này: nếu như học sinh chép chính xác 8 câu thơ thì sẽ được trọn vẹn 1 điểm.
trong trường hợp là thiếu một dòng thơ hoặc sai một lỗi chính tả, tính là một dòng thì sẽ trừ 0,25 điểm và trừ cho đến hết số điểm luôn. Như vậy các bạn thấy rằng cái việc chép thơ ấy nó cực kỳ đơn giản, thế nhưng nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là nếu như chúng ta chỉ chép sai một lỗi thôi thì chúng ta cũng bị mất điểm. Đó, cho nên phải rất là cẩn thận trong cái câu hỏi này. Tám câu thơ là tám câu thơ gì nhỉ? Người đồng mình thương lắm con ơi, cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn. Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn, sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói. Sống như sông như suối, lên thác xuống ghềnh, không lo cực nhọc. Đúng không? Đó. Câu số 2 nhá. Câu số 2 người ta hỏi. Ở khổ đầu của bài thơ, tác giả viết, người đồng mình yêu lắm con ơi, còn ở khổ thơ này, trong cái câu thơ đã cho thì từ yêu được thay bằng từ thương. Đặt hai câu thơ vào trong từng ngữ cảnh xuất hiện, em hãy lý giải cái sự thay đổi trong cách dùng từ của nhà thơ. Đúng không? Thì các bạn sẽ phải giải thích được cho anh như sau. Ở khổ thơ đầu tiên ấy, sau cái từ yêu thì nhà thơ liệt kê những cái nét tài hoa của người đồng mình. Đan lờ cải nan hoa, lách nhà ken câu hát. Đúng không? Ca ngợi cái vẻ đẹp của quê hương, rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Đó, ca ngợi những cái nét tài hoa của người đồng mình, ca ngợi những cái vẻ đẹp của quê hương. Và tác giả đã sử dụng cái từ yêu ở trong cái khổ thơ đầu. Đến khổ thơ sau thì sau từ thương, nhà thơ lại liệt kê những hình ảnh diễn tả cái địa hình hiểm trở, cái cuộc sống nhặt nhằn, nhọc nhằn, vất vả của người đồng mình. Và cái sự thay đổi trong hai câu thơ đó là cái sự thay đổi trong cảm xúc của nhà thơ, từ yêu cái đẹp sang thương những cái nỗi gian truân vất vả của những con người quê hương. Đó, thì các bạn sẽ phải giải thích được như vậy. Và cái phần này nó sẽ chiếm một điểm trong đề thi. Tiếp đến câu hỏi số 3. Đề bài người ta hỏi như sau. Bằng một đoạn văn quy nạp khoảng 12 câu, hãy phân tích đoạn thơ em vừa chép để làm rõ điều người cha muốn nói với con về người đồng mình. Trong đoạn có sử dụng một câu có cụm chủ vị làm thành phần và phép nối để liên kết câu, gạch chân. Yêu cầu gạch chân nhá. Thì với cái kiểu bài nghị luận văn học như thế này ấy, cái bước đầu tiên các bạn sẽ cần phải xác định cho anh những yêu cầu về tiếng Việt. Đây là yêu cầu về hình thức. Xác định bị yêu cầu về tiếng Việt hình thức nhá. Và yêu cầu về hình thức tiếng Việt trong đoạn này là các bạn sẽ phải viết đoạn văn quy nạp gồm có 12 câu và có sử dụng câu có cụm chủ vị làm thành phần, phép nối để liên kết câu. Thì khi mà các bạn dùng đúng kiểu đoạn văn quy nạp và có đủ độ dài 12 câu thì các bạn sẽ được 0,5 điểm. Thứ hai, khi các bạn sử dụng đúng yêu cầu, đó chính là câu có cụm chủ vị làm thành phần và phép nối, thì các bạn sẽ được 0,5 điểm và mỗi yêu cầu nó sẽ chiếm 0,25. Vậy thì tổng điểm hình thức nó sẽ là 1 điểm. Tổng điểm hình thức sẽ là 1 điểm. Và các bạn sẽ cần phải nắm chắc cho anh những kiến thức về tiếng Việt để không bị mất điểm nhá, không bị mất điểm đáng tiếc ở cái phần hình thức. Thứ hai, cái phần nội dung thì cái phần nội dung nó sẽ chiếm 2 điểm trong cái câu hỏi này. Và các bạn sẽ cần phải xác định được cái nội dung mà chúng ta cần phải làm rõ, đó là nội dung gì đúng không? Thì ở trong đoạn này người ta yêu cầu các bạn làm rõ điều người cha muốn nói với con về người đồng mình. Có một điểm anh muốn lưu ý với các bạn đó chính là khi các bạn gặp cái câu này ấy, các bạn sẽ kiểu đặt bút viết ngay. Chúng ta sẽ không, các bạn thường các bạn sẽ bỏ qua cái bước đó chính là lập dàn ý. Mà các bạn phải hiểu rõ nhá, cái bản chất của nghị luận văn học là các bạn sẽ cần phải xây dựng được cho anh cái hệ thống luận điểm và luận cứ. Chứ đừng có viết lan man, đừng có viết dài dòng, đừng có đặt bút viết ngay. Mà các bạn sẽ cần phải ghi ra giấy nháp những ý chính, những ý mà chúng ta cần phải phân tích ở trong cái đoạn này. Vậy thì các bạn sẽ cần phải trả lời cho anh hai câu hỏi, trả lời cho anh một câu hỏi. Điều người cha muốn nói với con về người đồng mình ở trong đoạn thơ này đó là gì? Đúng không? Và các bạn sẽ cần phải xây dựng được hệ thống luận cứ như sau. Đầu tiên, điều đầu tiên mà người cha muốn nói với con về người đồng mình đó chính là cái niềm tự hào về những phẩm chất tốt đẹp của những con người quê hương. Đúng không? Và qua 8 cái câu thơ đầu mà các bạn vừa chép đấy thì chúng ta thấy được 3 phẩm chất. Phẩm chất đầu tiên đó chính là ý chí mạnh mẽ và nghị lực phi thường, được thể hiện qua câu thơ cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn. Phẩm chất thứ hai là cái thủy chung gắn bó với quê hương cội nguồn, được thể hiện ở câu sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói. Và phẩm chất cuối cùng là tâm hồn trong sáng, phóng khoáng, nghị lực vượt qua mọi khó khăn, được thể hiện ở câu sống như sông như suối, lên thác xuống ghềnh, không lo cực nhọc. Đúng nhỉ?
8 câu à? Ừ, 8 câu tiếp đúng không? Đề bài người ta hỏi là 8 câu tiếp à? Ờ đúng rồi, 8 câu tiếp. Vậy thì có tất cả là 9 câu đúng không? Các bạn sẽ phải phân tích trong 9 câu thơ. Thì các bạn sẽ thấy được ba cái phẩm chất này. Người cha thể hiện được cái niềm tự hào về những phẩm chất tốt đẹp của những con người quê hương. Đây là ý luận cứ đầu tiên nhá. Luận cứ thứ hai đó chính là qua những cái phẩm chất tốt đẹp đấy thì người cha mong con cần có ý chí nghị lực, có niềm tin vào bản thân, cần thủy chung tình nghĩa và tự hào về quê hương núi đá của mình, cần sống mộc mạc và giản dị. Đó thì đây là cái rất là quan trọng. Khi mà các bạn phân tích theo cái hệ thống luận điểm của luận cứ ấy thì nó sẽ khiến bài viết các bạn trở nên logic hơn, mạch lạc hơn và người ta thấy được cái sự khoa học trong cách trình bày. Và hơn thế nữa là khi người ta đi chấm thi ấy là người ta sẽ chấm theo ý. Các bạn sẽ có ý đầu tiên, các bạn có điểm. Các bạn có ý thứ hai, các bạn có điểm. Nếu không có ý đó, các bạn sẽ mất điểm. Và như anh nói là cái bước quan trọng nhất của một bài nghị luận văn học là cần phải có hệ thống luận điểm luận cứ. Đừng có đặt bút viết ngay và các bạn cần phải gạch ra giấy nháp những ý quan trọng, những ý mà chúng ta cần phải làm rõ ở trong cái đoạn văn này đã. Đó. Như vậy thì đấy là toàn bộ cái phần chữa đề cho cái đề thi học kỳ 2 vào của quận Tây Hồ ở Hà Nội. Và anh thấy rằng đề thi này là một đề thi rất là hay. Ngay câu thơ nghị luận xã hội nói về cái làm điệu ấy, cách làm điệu các bạn gái hiện nay. Đó cũng là một vấn đề rất là hay và đánh giá toàn bộ đây là một đề tài hay và có những câu hỏi khó để phân loại học sinh thì các bạn cần phải chú ý. Đó, đó là cái phần chữa đề nhá. Và anh sẽ kết thúc cái buổi chữa đề ngày hôm nay ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào những cái buổi chữa đề tiếp theo. Bye bye.